Dạ, tấm này thật sự là em không làm được ạ. Làm được, dạ. Anh biết chú làm được. Dạ. Nói thật với anh là cái việc mà xóa tin nhắn đã bị che như thế này trên cả nước Việt Nam này không ai làm được đâu, chứ đừng nói gì em. Thế có làm không? Em để em thử. À dạ. Cái thằng mập mẹ ghét thế nhờ. Người ta đã bảo làm không được rồi mà cứ ép. Nó cứ ám mình hoài như thế này, biết khi nào mới ngóc đầu lên được. À, hay là mình nhân cơ hội này, mình giả bộ tin nhắn để cho người yêu nó với nó cãi nhau nhỉ. Hay là làm như thế nhỉ. Dạ. Làm. Dạ. Để em làm, em nhớ cách làm rồi. Dạ đây. Chị nói như thế cũng quá đáng anh nhỉ. Để em làm tiếp. Dạ đây. Ôi, người yêu mình mà nói mình như thế bực quá anh nhỉ. Tiếp. Dạ. Em thấy chị như thế là không được. Không có gì của chú. Dạ. Anh hôi lắm hay sao mà chú che mũi vậy? Dạ, cũng hơi hôi. Bây giờ chú có cách nào chị được không? Dạ có. Em có biết một sản phẩm ngăn ngừa được cái việc này. Là loại nào? Thế em gửi anh chai này anh dùng thử. Cảm ơn nhé. Dạ. Cà phê. Dạ cà phê. Dạ em cảm ơn.